Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Tới một thời điểm nào đó các bạn, khi mà cái lượng copy của chúng ta đã quá nhiều, mặc dù các bạn đã bỏ ra những con tướng mà cần sum ra cái khỏi danh sách mong muốn hay là cái wishlist trong quán rượu thượng lưu, nhưng mà trong một số hoạt động khác, ví dụ như là mở đá tím nè, hoặc là các bạn sum team thì nó có thể ra những con tướng mà các bạn không mong muốn. Ví dụ ở đây mình có hệ sát, mình có con Reizu. Mặc dù thì mình đã có một con 5 sao dưới này rồi các bạn. Reizu thì mình đã có một con 5 sao. Tuy nhiên sau khi mà mở đá tím đồ các kiểu thì nó ra thêm là rất là nhiều con. Ở đây đã full 5 sao rồi. Tuy nhiên sau khi mở đá tím thì nó ra rất nhiều, và không những là con Reizu mà còn rất là nhiều con khác nữa. Ví dụ như ở đây mình có gần như là gần full sao hệ sát luôn rồi các bạn. Nhưng mà ở trên này thì mình lại xâm ra được rất là nhiều copy của những cái con đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra, những cái copy này thì chúng ta sẽ làm gì với nó các bạn? Và có một bạn đặt câu hỏi là các bạn có thể nâng hai con tướng lên bậc A được không? Nâng hai ba con lên cùng lúc luôn các bạn. Ví dụ ở đây thì mình đã có một con bậc A 5 sao, rồi mình nâng thêm một con Reizu nó được không các bạn? Thì hôm nay thì mình sẽ thử làm cho các bạn coi nha. Mình sẽ tăng bậc cao hơn cho con này. Đầu tiên nó sẽ có một dòng cảnh báo. Nó sẽ có một dòng cảnh báo là bạn đã đạt cấp Reizu cao hơn, tiếp tục thăng thiên. Ok, chúng ta bấm xác nhận thì nó sẽ cho phép. Rồi, chúng ta thăng lên được bậc vàng. Và tất nhiên là mình sẽ nâng lên được bậc vàng cặm nè. Nó vẫn cảnh báo tiếp các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nâng bậc cao hơn bậc vàng cộng nha. Đó là bậc bậc đỏ, bao gồm hai con vàng cộng với nhau. Mình sẽ nâng lên. Tuy nhiên tới lúc này thì nó báo là bạn đã có state cấp. Và bấm xác nhận vô, nó không cho nâng được nữa. Không cho nâng được nữa nha. Bạn chỉ có thể nâng được tối đa là bậc vàng cộng, không nâng lên bậc cao hơn khi mà các bạn đã có một con rồi. Đây là câu trả lời nha các bạn. Vậy thì nếu mà những cái bị dư ra thì chúng ta sẽ làm gì các bạn ha? Ok, nếu mà dư ra thì cái đầu tiên thì chúng ta sẽ làm food để nâng cho những con khác. Đây là cái yếu tố thứ nhất. Ví dụ các bạn cần nâng con Biden thì các bạn có thể dùng con Reizu dư các bạn nâng lên. Một số cái con game khác các bạn, thì sau khi mà tướng đã full 5 sao thì có thể nó nâng lên tới là cái bậc sao tiếp theo, đó là 10 sao. Ví dụ như cái con game Mộng Giang Hồ xưa mình chơi, lúc đầu full chỉ 5 sao, sau đó nó nâng lên full 10 sao. Tuy nhiên cái con game này đã ra mắt gần hơn 3 năm rồi các bạn. Đã ra mắt hơn 3 năm và cái cơ chế tăng sao hiện tại tối đa vẫn là full 5 sao. Và mình nghĩ là cái con game này nếu sau này nó phát triển theo cái hướng mà cái hướng tăng sức mạnh của tướng á, nó sẽ phát triển theo một cái hướng khác, cái kiểu giống như là hiện hồi trước á, thì chúng ta chưa có nhà trọ, chúng ta chưa có ấn, rồi chúng ta chưa có bếp, cái kiểu nó sẽ thêm thắt những tính năng như vậy để gia tăng thêm sức mạnh trong đội hình, nâng cấp đội hình của team, thêm những cái mới. Chứ về cái khoản mà thêm nó thêm sao á để gia tăng thêm sức mạnh của tướng, tỷ số của tướng là mình nghĩ không có nha. Tại vì hiện tại game đã cho ra rất là nhiều tính năng liên quan tới việc đổi sao của tướng. Ví dụ như thay tướng nè. Các bạn có thể dùng những mảnh dư của tướng thức tỉnh để các bạn thay thành một cái con tướng thức tỉnh khác với tỷ lệ là 3-1. Hoặc là các bạn có thể đổi theo cái kiểu mà tướng thiên thần địa ngục vẫn cái kiểu là theo tỷ lệ 3-1. Nó ra những tính năng như thế này rồi thì chắc chắn là sau này cái khả năng mà tăng quá 5 sao là rất thấp. Do đó thì tốt nhất thì chúng ta sẽ dùng những cái con này. Tốt nhất là chúng ta nên dùng những cái mảnh food này các bạn. Chúng ta nên dùng những cái mảnh food này để mà chúng ta food cho tướng. Đó, bây giờ ví dụ như mình lỡ lên bậc vàng cộng thì mình phải tốn 500 kim cương để trả nó về cái bậc tím cộng các bạn, thấy không? Thấy báo ghê không? Bây giờ phải tốn 500 kim cương để trả nó về bậc tím cộng. Đó, mình phải tốn kim cương để trả nó về bậc tím cộng các bạn. Rồi, mình sẽ giới thiệu thêm một cái tính năng khác. Đó là tính năng ẩn giật của tướng. Là những cái mảnh dư đó, ngoài cái việc các bạn có thể food, các bạn còn một làm nữa đó là chúng ta sẽ ẩn giật nó để chúng ta đổi lại là bụi với lại xu anh hùng. Ví dụ ở đây mình bấm, mình chọn cái con hệ sát rồi bấm ẩn giật thì nó sẽ trả nè. Một con tướng bậc vàng cộng nó sẽ cho các bạn 23.000 xu anh hùng với 720 bụi. Và các bạn dùng những cái mảnh ghép kia kiểu giống vậy nha. Nè, mình sẽ bỏ hai con Reizu vào để mình nâng cho cái con Niru lên. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái con Niru này mình tách thành xung quanh hùng với bụi.
Đây là cách để giúp các bạn clear bớt những cái copy dư trong đội hình các bạn. Đó, đây là cách để chúng ta clear bớt những cái copy dư trong đội hình. Đó là chúng ta sẽ dùng xe ngựa và dùng chức năng ẩn giật tướng. Hình như cái ẩn giật này nó có cái ẩn giật tướng mà ba skill này các bạn, nó có điều kiện các bạn. Hình như nó có cái điều kiện phải map 3 một mấy nó mới mở khóa chứ trong giai đoạn newbie chưa mở khóa nha. Rồi, chúng ta ẩn giật để chúng ta đổi lại được số lượng lớn vàng bụi với lại xu anh hùng các bạn. Dù mình nâng con Ira lên rồi mình thả vô kia mình ẩn giật. Tại cơ bản bây giờ tướng cũng gần full hết rồi mà nó lại dư quá dư các bạn. Mới gọi là dư quá dư thì chúng ta mới dùng cái cách này để mà chúng ta xử những cái copy kia. Này, mình đã full 5 sao mà lại dư rất là nhiều. Chúng ta có thể xài cách này để chúng ta xử. Đây là cách các bạn ha. Rồi chúng ta vào xe ngựa nè. Chúng ta chọn ẩn giật, chúng ta qua hệ sát, rồi chúng ta chọn con Niru và chúng ta sẽ đổi lại được xu anh hùng với lại bụi. Đó, một con vàng cộng thì chúng ta có 720 bụi với lại 23.000 xu anh hùng. Rồi, và cái câu chốt của mình nữa các bạn. Cái câu chốt cuối cùng đó là chúng ta không thể nâng cùng lúc hai cái con tướng 4 skill lên nha. Với thứ hai là những mảnh copy dư thì chúng ta sẽ dùng để làm food, hoặc là các bạn up lên theo cái kiểu này để ẩn giật tướng để đổi lấy xu anh hùng với lại bụi. Ok, rồi mình có cái kênh mới để dưới phần mô tả video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe cái kênh mới giúp mình các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.